Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu, Huỳnh Hoa, hai chị em của mình là đi gọi là review đánh giá xem đó là dự án Zai Gai Nhà Bè này á là bàn giao tiến độ có đúng hay không, và tiến độ bàn giao như vậy và cơ sở hạ tầng nè, rồi những cái trang thiết bị bàn giao và những cái danh mục bàn giao nó có được chất lượng hay không hả chị Huỳnh Hoa? Đúng là hôm nay chị đến cái dự án này thật sự là bất ngờ luôn. Tại vì mình có tham gia bán cái dự án này từ lúc ban đầu, và tới ngày hôm nay dự án đã bàn giao cho khách hàng rồi, thì mình mới dành một buổi chiều hôm nay để mình đến đây để mình review dự án cho khách hàng xem. Thì đây là một cái dãy nhà khu khách hàng đã được bàn giao, thì với diện tích là 7 x 18 đó chị ạ. Rồi bây giờ là Phước Sửu và chị Huỳnh Hoa, mình đi từ dãy shop house, mình đi vào bên trong để mình xem cả shop house, nhà phố và những cái cụm tiện ích của bên trong dự án chị Huỳnh Hoa ha. Rồi bắt đầu mình đi ạ. Chị Huỳnh Hoa ơi, cho mình hỏi là thời gian đầu mà bán cái dự án này là từ khi nào vậy chị Huỳnh Hoa? Theo chị nhớ thì nó khoảng là tháng giêng năm 2019. 2020 chị ạ. 2020. Đúng rồi. Thì lúc đó mở bán gọi là khá sầm uất phong chị, đến mấy ngàn booking và số lượng bán ra tầm khoảng chỉ khoảng 300 căn. Đúng rồi, lần đầu tiên mà mình tham gia bán một cái dự án mà nó hot như vậy. Quá trời hot công chị. 2000 booking mà có 300 căn thôi. Khách hàng nào mua giống như là trúng số gì đó, thì bản thân chị đây cũng bán được cho có 10 booking mà chị bán được có một chị khách hàng là bốc trúng một cái biệt thự thôi. Em may mắn hơn thì em có khoảng 5 booking nhưng mà em lấy cho khách hàng được 3 căn. Rồi bắt đầu xin mời chị Huỳnh Hoa vào di chuyển vào bên trong. Đây là một cái lối gọi là lối đi bộ thông giữa khối shop house và khối nhà phố chị Huỳnh Hoa. Và chủ đầu tư họ ở đây là họ coi như là họ thiết kế rất là đẹp luôn, cây xanh và trồng cỏ luôn chị Hoa. Thì khi mà ở trong này cư dân ở trong này thì có thể đi men theo lối này để mình đi ra cái shop house bên ngoài để mua sắm chị Huỳnh Hoa. Thì hiện giờ thì dự án này là shop house, thì chị cũng có một khách đã nhận bàn giao rồi và cũng đang rao bán trên thị trường á. Thì em thấy thị trường bây giờ như thế nào ha? Theo em thị trường bây giờ là cơ hội rất là tốt cho khách hàng mua đó chị Huỳnh Hoa. Bởi vì thời điểm này á, là đối với lại khách hàng thì là một cơ hội có 102. Bởi vì thị trường bây giờ nó đang gọi là thấp dần xuống do là tình hình kinh tế khó khăn. Và cái thứ nhì nữa là một số căn ở đây á, là phải thanh toán đủ 45% còn lại. Nên nó là cái giá nó gọi là cũng có xuống thấp hơn so với giá thị trường lúc đầu năm này. Nên đây là một cái cơ hội rất là tốt cho khách hàng đầu tư. Và Phước Sửu và chị Huỳnh Hoa đang có mặt tại cái dãy nhà phố 7 x 17 của dự án Zai River County One, là một cái phân khu đầu tiên của dự án Zai Gai Nhà Bè. Thì hiện tại bây giờ là cái giá chuyển nhượng nhà phố ở đây khoảng tầm giá từ bao nhiêu tới bao nhiêu? Giá chuyển nhượng của nhà phố dự án này bây giờ là khoảng từ là 15 đến 19 tỷ tùy từng vị trí chị ạ. Một mức giá rất là hấp dẫn so với lại Phú Mỹ Hưng hoặc so với những cái trung tâm quận 7 thì mức giá này còn khá là thấp. Đúng là thời điểm này mà nhà đầu tư nào mà có tiền sẵn thì mua ở đây thật rất là tuyệt vời luôn á, tỷ suất tăng rất là cao trong thời gian tới. Cho em hỏi chị Huỳnh Hoa một tí xíu, khách hàng của chị khi mà sở hữu cái dự án này, khách hàng của chị phản hồi như thế nào? Cảm nhận của khách hàng về dự án, khách hàng có trao đổi với chị hay không? Khách hàng của chị rất thích cái dự án này vì nó là một cái khu đô thị lớn, và khách hàng chị đã quyết định là dành một căn để ở, nên là họ rất là happy khi mà sở hữu được một cái căn ở đây mà cái giá trị tăng theo thời gian, mà khi khách hàng mới mua ban đầu rất là lớn luôn, thì giống như là trúng chục tờ giấy số vậy đó. Đúng rồi. Bởi vì nói đến những khách hàng mà mua đợt đầu tiên thì số lượng vốn họ bỏ ra không bao nhiêu, nhưng mà tỷ lệ sinh lời rất là cao đó chị. Nó gần như nhân gấp 3, gấp 4 lần so với cái mức vốn bỏ ra. Mình không nói về những cái mức vốn bỏ ra mà mình nói về gọi là cái nơi là an cư lạc nghiệp và sinh sống lâu dài tại nơi đây. Thì nói đến ở đây thì nói đến một cái cảnh quan khá tuyệt vời.
nằm trong một cái lòng đô thị tại Nhà Bè và sau này sẽ là một cái thành phố Nam Sài Gòn tương lai đó chị. Thì ở đây nó có những cái cảnh quan rất là tuyệt vời, khi mà như mọi người đang nhìn thấy Phước Sửu và Huỳnh Hoa đang đi, thì ở đây thì tuy là mới bàn giao thôi nhưng mà cảnh quan rất là đẹp nè, cây xanh trồng rất là nhiều phong chị. Và điều đặc biệt là những cái căn biệt thự ở đây là nó có cái khoảng không rất là tốt, là hai mặt tiền trước sau hết chị ạ. Nên đó là mức độ thông thoáng rất là tuyệt vời. Và ở đây chị nhìn thấy là mức độ xây dựng của những cái căn ở đây nó khá thấp đó chị, nên là tạo một khoảng không rất là tốt cho khi mà khách hàng sở hữu ở đây. Và bây giờ là chị em mình đang đứng một buổi chiều tầm khoảng hơn 4 giờ thôi, mà thật sự là không khí gió rất là mát. Thì nếu như mà sau này cư dân mà sống ở đây thì có một cái không khí sống rất là trong lành. Đúng rồi, bây giờ Phước Sửu và chị Huỳnh Hoa sẽ mời quý anh chị ghé thăm những cái căn biệt thự song lập với diện tích là 9.5 x 17 và diện tích 10 x 20. Thì ở đây thì như mọi người đang nhìn thấy thì những cái căn song lập này thì hai căn thể sẽ ráp lại thành một căn và chừa khoảng không hai bên, nên cảm giác như đây là một cái căn đơn lập vậy chị ạ. Rất là thoáng phải không chị? Và chị thấy là ở đây nè, vỉa hè làm rất là tốt, lót gạch đá nè, trồng hoa nè, và điều đặc biệt tất cả các lòng đường ở đây rất là rộng, xe hơi có thể là lưu thông cực kỳ thoải mái không chị. Rồi, bây giờ mình cùng với chị Huỳnh Hoa sẽ di chuyển xuống Clubhouse và những cái tiện ích có 102 tại dự án này chị Huỳnh Hoa.